Kênh Thời sự và Giải trí xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung Trúng số vài trăm tỷ tại Việt Nam có thật không? Nguồn tin từ tài khoản Facebook Anh Sáu và sau đây là nội dung chi tiết. Trước hết, đây chỉ là vài nghi vấn của cá nhân tôi về hình thức sổ số kiểu Mỹ mà Việt Nam mới du nhập vài năm gần đây. Ngành công nghiệp vé số của Việt Nam như Sáu nói gần đây là một ngành công nghiệp siêu lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước siêu nhiều. Cũng như các ngành khác ở Việt Nam, việc minh bạch người chúng khá quan trọng vì sổ số là một dạng tiền sạch. Lấy tiền bẩn, đổi tiền sạch thì rất dễ dàng xảy ra cái tính không minh bạch và về vấn đề này. Thì đầu tiên, tỷ lệ trúng số của Việt là cực kỳ thấp. Thử làm phép tính tỷ lệ 6 trên 45 tức là 1 trên 8,1 triệu, tức là khả năng cực nhỏ. Thần bí hơn là tỷ lệ trúng 6 trên 5 năm lên đến 1 trên 29 triệu, thấp hơn tỷ lệ thắng Thanos của đội siêu anh hùng Avengers trong Endgame gấp đôi. Tuy nhiên, tỷ lệ trúng này không phải là thứ chính yếu để tạo nên sự nghi ngờ cho việc là trúng số rửa tiền. Bản chất của ngành công nghiệp này là thu hụi, tức là lấy tiền của triệu người mua khác để trao trả cho một nhóm hay là một người nào may mắn. Vì số tiền trúng thưởng chỉ chiếm 55% số doanh thu theo như công bố của vietlot nên phần lợi nhuận là vô cùng lớn. Đặc biệt khi bạn chỉ kinh doanh những con số. Việc có người trúng số cho dù tỷ lệ cực thấp nhưng nếu bạn mua đúng con số thì việc trúng số không có gì là lạ. Điều đáng ngờ nằm ở cơ quan chủ quản của Vietlott, Bộ Tài chính trực thuộc chính phủ. Việc quay số cho dù có được giới thiệu là hoàn toàn minh bạch, nhưng thuật toán lại nằm trong tay của những nhà quản lý và cũng chính là Bộ Tài chính. Theo như công bố của Vietlott, cơ quan này đã nộp ngân sách 6.000 tỷ đồng và trả thường gần 10.000 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa đầy 2.000 tỷ đồng sau khi đã thực hiện việc kinh doanh được 5 năm cũng như các ngành khác ở Việt Nam. Sáu không có niềm tin rằng việc trả thưởng 10.000 tỷ đồng đó là hoàn toàn minh bạch. Đặc biệt là phần lớn những người trúng thưởng đều bịt mặt và giấu kín danh tính. Lý do của việc giấu kín danh tính được cho là để bảo vệ người trúng thưởng. Điều này làm cho nghi ngờ về sự tính minh bạch của việc trả thưởng trở thành có cơ sở. Số lượng vé bán ra và những doanh thu khác cũng không được kiểm toán độc lập với đặc thù một ngành là luôn cần niềm tin của khách hàng. Đáng lẽ Việt Lót có thể làm tốt hơn trong việc này. Vậy thì động cơ của việc trao giả thưởng là gì? Và cách thức nếu có thì sẽ ra sao? Có hai động cơ chính cho việc trao giải thưởng giả. Dạ. Một là để làm chim mồi và để tránh việc thất thoát doanh thu bằng cách trao giải thưởng thật. Và hai là để rửa tiền một cách hợp pháp thông qua việc mua đúng một loại vé trúng thưởng và hóa phép số tiền bẩn thành tiền sạch. Vậy tiền bẩn là tiền thế nào và tại sao lại phải rửa thành tiền sạch? Bất cứ loại tiền nào mà kiếm bằng cách bất hợp pháp như là tiền hối lộ, tiền tham nhũng, tiền buôn ma túy, tiền buôn vũ khí, tiền buôn bán người, vân vân, đều gọi là tiền bẩn và dễ bị tra xét khi có một cuộc điều tra nhắm đến. Để phù phép nó thành tiền sạch thì cách dễ nhất có lẽ là may mắn trúng số. Nói thế không có nghĩa là tôi mặc định là ai trúng số cũng là rửa tiền. Nhưng thực chất, việc trúng số rửa tiền đã diễn ra với tần suất khá thường xuyên trong các quốc gia đang phát triển. Chỉ cần mua một tờ vé số, phù phép sao cho 6 chữ số trùng với thuật toán quay số vào buổi chiều thì đó là điều đơn giản là tiền sẽ được khô biến. Tiền thuế chỉ khoảng 10% rất rẻ so với việc phải bỏ tiền ra để làm kinh doanh trá hình và rửa tiền. Và với thuật toán của mình, các cơ quan quay số hoàn toàn có khả năng biết được sẽ có bao nhiêu con số được bán ra và chọn con số để trúng thưởng. Vậy, việc nghi ngờ là hoàn toàn xác đáng với các thuật toán như hiện nay. Hậu quả của việc rửa tiền là gì? Các ngành kinh doanh bẩn sẽ phát đạt vì dòng tiền này nay đã có chỗ trú ẩn an toàn. Xã hội sẽ kém an toàn hơn vì ma túy, tham nhũng và buôn vũ khí sẽ tràn lan. Và rửa tiền trong các cơ quan tài chính thế giới đang bị theo dõi chặt chẽ qua hệ thống ngân hàng. Với sự minh bạch lỏng lẻo ở Việt Nam, kênh rửa tiền có thể sẽ chuyển sang một hình thức khác đơn giản hơn nhiều, chỉ cần tác động lên con số mà nhà nước lại có thêm ngân sách để thu vào. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung chúng số vài trăm tỷ tại việt nam có thật không theo nguồn tin tài khoản facebook anh sáu đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau